bay lả bay la, bay từ cửa phủ, bay ra cánh đồng. À, thì ra đàn cò trong bài hát là ở quê mình nè ngoại, đẹp quá à. Không chỉ ở quê mình đâu, trên khắp cánh đồng lúa Việt Nam đều có thể thấy cò đó anh Kem. À, đúng rồi, con cò là loại chim nước, thường sống ở vùng đầm lầy, ven sông và vùng đồng bằng ngập nước. Chúng giúp ích trong việc kiểm soát số lượng côn trùng gây hại, bảo vệ mùa màng đó con. Ờ, không ngờ con cò nhìn gầy guộc vậy mà giỏi quá ngoại hen. À phải rồi, cò còn là loại chim rất chăm chỉ và kiên nhẫn. Chúng tượng trưng cho hình ảnh của người nông dân quanh năm bươn chải trên đồng ruộng, hay những người phụ nữ tần tảo suốt một đời chăm lo cho gia đình. Đàn cò bị làm sao vậy ngoại? Hình như có chuyện gì đó, mình lại đó coi đi. Ai, thiệt tội nghiệp quá. Mau gỡ bẫy, cứu cò trắng đi mấy con. Nè, bay đi cò trắng. Mấy con ốc sên này là gì vậy ta? Mấy cái bẫy này lạ thiệt, bà chưa có thấy bao giờ. Thức ăn của cò là những loài tôm, cá, ốc nhỏ thôi, cho nên những cái bẫy kiểu này rất dễ làm hại chúng. Ai lại giăng nhiều bẫy vậy? Ngoại nói đàn cò giúp ích cho việc kiểm soát số lượng côn trùng gây hại, bảo vệ mùa màng. Nếu có kẻ xấu bắt hết đàn cò thì nguy hiểm quá. Chúng ta phải nhặt bỏ hết những cái bẫy này thôi ngoại ơi. Nhặt hết những cái bẫy chỉ là cách tạm thời thôi. Quan trọng là mình vẫn phải điều tra coi ai đã đứng sau cái việc này. Ngoại yên tâm, tụi con sẽ điều tra ngay. Mình phải đánh nhanh rút gọn thôi bọ khỉ, đợi chú cô phát hiện ra chúng ta thì kế hoạch tan tành mất. Ủa, mình tới đây chi vậy nữ hoàng? Ta điều tra rồi, đây là nơi cò đẻ trứng. Mình giăng bẫy quanh khu vực này chắc chắn sẽ bắt được nhiều cò nhất. Hoàng tính toán thật tài tình, vậy là mình có thể bắt trọn cả ổ cò con mà không cần tốn quá nhiều sức lực như bắt cò mẹ. Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đi giăng bẫy đi. Bọn bông đêm, mau thả cò con ra. Ơi, tổ của nó còn nhỏ, mau thả chúng ra. Cò con cò cha mẹ gì, bọn ta sẽ bắt hết. Các người lại âm mưu cái gì? Loài cò giúp giảm sâu bệnh trên đồng ruộng, bảo vệ mùa màng cho nông dân. Giờ ta bắt hết cò thì các ngươi cũng lao đao. Tạm biệt, bọn ta đi đây. Các người thả đàn cò ra mau. Cảm ơn mọi người, mình phải đuổi theo bọn bóng đêm tiếp đây. Mấy con nhìn kìa, là đàn cò đang tấn công bọn bóng đêm. Giờ sao đây nữ hoàng, chúng ta bị bao vây rồi. Con mấy con cò thẳng thiên yên ớt mà người cũng sợ à. Mấy con cò này không yên ớt chút nào đâu nữ hoàng. Đau quá, tôi cần chịu thua. Trả cho các người rồi đó. Đừng có bỏ nữa. Đừng có bỏ nữa. Quang Hư, cứu được đàn cò rồi. Chúng biết bảo vệ đồng loại và sống tình nghĩa quá ngoại hen. Vậy nên các con nhất định phải biết bảo vệ cò trắng, bảo vệ thiên nhiên, để lúc nào cũng thấy cái cảnh cò bay rợp các cánh đồng quê mình nhen.